Dạ. Chào chị Cát Thương. Dạ. Dự kiến đây đừng mà cho cô bác biết bên đàn gái và bên đàn trai cho biết bà nội. Bây giờ bà nội nói với con vậy, một năm cưới đi. Đừng để lâu quá, đồ bà nội già quá rồi. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình. Em tên là Quỳnh Núi Nguyễn Khánh, em nay em 24 tuổi, hiện em đang làm việc sinh sống tại Long An. Nghề nghiệp của em là công nhân lãnh vật tư của công ty Giới Việt Nam, một thành viên. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, hết chơi thể thao, đặc biệt là võ Vôi Nam. Cái gì anh không có nghe. Dạ, thích võ Vôi Nam. Hả? Võ Quyền Lan. À, thích võ Quyền Nam. Trời ơi, Nam. Hả? Quyền Nam. Thấy chưa, nói nhanh quá. Dạ. Tóm lại giờ nói chậm hơn chút xíu nữa coi, cười cái coi. Đúng rồi. 2, 3. Em tên là Quỳnh Đức Nguyễn Khánh, năm nay em 24 tuổi, hiện em đang làm việc sinh sống tại Long An. Nghề nghiệp của em là công nhân lãnh vực tư của công ty Giới Việt Nam, một thành viên. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là em thích môn võ Vôi Nam. Rồi, vậy được rồi. Đó, chậm gì nha Khánh nha. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Lên và anh kế bên. Em tên Trần Nguyễn Minh Nguyệt, 24 tuổi. Nghề nghiệp em là giáo viên mầm non, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là hiền, ít nói, biết vẽ. Còn khuyết điểm của em là chưa biết nấu ăn ạ. Vẫn là mẹ nấu cho ăn đúng không? Mẹ với nhỏ em à. Rồi. Khánh bên này là làm quen với cô giáo mầm non nha. Dạ. Rồi cười cái coi. Rồi, bây giờ Khánh nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là thích môn võ Vôi Nam. Nữa, võ Vôi Nam. Anh ơi, nói từ từ được không ạ? Thì được. Anh có bị danh là Khánh Rùa, tại ông bà già xưa nói chậm như rùa mà chát. Khánh Rùa có cái khuyết điểm gì không? Dạ, em có khuyết điểm là hay quên và nói không được nhanh. Nói không được nhanh hả? Dạ. Lại dạ, với lại không biết nấu ăn. Thôi, cô bên kia không biết nấu ăn rồi, anh này không biết nấu ăn nữa. À, bây giờ cô gái bên kia, cô trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình à. Quả được 2 năm mà, tại vì cho anh đi làm nhiều nữa và không được chung thủy à, cho nên em chia tay. Tới giờ này em vẫn chưa có người yêu à. Chia tay bao lâu rồi? Cũng được 2 năm. Bạn trai mình mấy mối tình rồi em? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình, mối tình thời học sinh, học lớp 10 và mối tình cách đây 2 năm. Em đã quay một bạn nữ là do em cho bạn nữ một con chó con, rồi hai người tìm hiểu nhau. Cho chó con mà tôi nghe lộn. Cái gì tôi nghe con, cho dạ, bạn nữ. Cho bạn nữ một con chó con. Hai người cũng tìm hiểu nhau, rồi quen nhau cũng được 6 tháng. Do gia đình bạn nữ... không có cho bạn nữ đi chơi nên em và bạn nữ không có thời gian tìm hiểu nhau, chỉ ở nhà nhắn tin thôi. Dạ, em xin hết. Hay là lấy lợn chó? Dạ không, em muốn đồ quà. Trời, dễ thương quá. Rồi, vậy em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, không gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Không bạo lực gia đình, không keo kiệt, không say xỉn tối ngày ạ. Em có cái mà mẫu người, có ngoại hình không? Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Ừ, em gái đó, cái có, người có. Mẫu mà em hình dung ra. Đây, người... đây có luôn, từ bạn từ đời đợi của em chút khá... Đây đưa cái mẫu qua cho coi. Trời ơi, sao vẽ sao cái mẫu bạn trai giống gái vậy nè. Anh coi đi. Đâu đưa anh coi cái Khánh. Đó, đưa dạ. Anh lên anh coi coi rồi coi nhắm hay giống được nhiều phần trăm. Trời ơi, mặt thì giống Khánh như ta. Dạ. Giống Khánh rồi. Giống Khánh. Dạ, dạ giống em. Giống ha. Giống em không trai. Không mà giống mà thiệt. Trời ơi, coi cái đầu nè, vẽ tóc y chang luôn mọi ơi, tóc y luôn vậy đó nha, vẽ cái trán dồ ý không phải cái trán hài trán giấu trán siêu cho giống hài hòa. Ê, hài hòa hài hòa dạ, dạ. Trán hài hòa được rồi, rồi. Cầm cái bó hoa này nữa ha, thôi được rồi, đẹp á. Rồi em thấy em đạt tiêu chuẩn rồi phải không? Dạ, đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy cái mẫu người bạn gái của em tìm là người như mẫu thế nào? Mẫu người bạn gái của em cần tìm là hiền ngoan giống như chị MC Cát Tường. Trời ơi, tôi hiền ngoan hả trời. Sao nó ngược dữ vậy trời. Cao trên 1m52 thôi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m7. Bao lâu thì em mà đám cưới được? Dạ khoảng từ 1 tới 2 năm. Lấy về mình sẽ sống ở đâu? Mình sống riêng hay là mình sống chung với ba mẹ? Nếu mà trong thời gian đầu thì mình sống chung với cha mẹ. Nếu mà sau thời gian sau mình có điều kiện mình sẽ ra riêng. À, dạ. Được. Chàng trai
rất lễ phép với phụ nữ. Để anh qua anh coi bên đàn đàn gái sao nha Khánh. Dạ. Em chào anh ạ. Ừ, dễ thương ha. Nãy giờ em cảm giác chàng trai bên đây thế nào? Có hợp với em không? Dạ cũng hợp và cũng hiền. Cũng hiền, anh hiền dạ. lắm. Mình có đảm bảo được là mình lo cho vợ cho con rồi không? Dạ được, công việc ổn định. Ổn định dạ, đúng không? Dạ. Rồi vậy là được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân coi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ, nhỏ em, sếp và hai anh chị đồng nghiệp ạ. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường và dạ. hỏi nhà trai cùng em trai trên đây. Dạ. Thì mình là mẹ của bé Nguyệt. Bé Nguyệt nó cũng hiền, nấu ăn thì nó cũng biết sơ sơ thôi, chứ không phải là không biết. Nhận xét nay thì em trai này nó cũng thấy cũng cái ghẻ hợp tính với cháu bển. Thì nếu dạ. được thì hai đứa hẹn hò để tìm hiểu lẫn nhau cho ship. Dạ con cảm ơn cô. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Khánh và chào tất cả mọi người trong rừng quay. Nãy giờ thì nghe hai bạn nói chuyện ấy, trao đổi ấy, thì thấy hai bạn cũng có những cái điểm tương đồng. Cái nhược điểm là cả hai bạn không biết nấu ăn, nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy không phải là một cái trở ngại lớn. Quan trọng là mình muốn thay đổi và mình muốn học thì những cái đó không là vấn đề. Và quan trọng là hai bạn tạo cho mình một cái cơ hội có dịp để tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình là đã kết nối được hai bạn, có tạo cơ hội cho hai bạn gặp gỡ. Rồi, cảm ơn cô giáo. Hôm nay mình đi với ai em trai? Dạ em đi với bà nội, với mẹ, với anh họ, với cô. Dạ, em xin dạ. chào, dạ, chào bà. Cát Tường. Chào cô. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Em là mẹ của Khánh. Dạ. Em chào em cô gái. Chào cô. Dạ, chào gái. Chào mấy cô. Chào, chào họ làng gái. Dạ. Thôi xin để cho bà nội nói đi. Bà nội nói trước đi. Mẹ chào ông hồi rồi mẹ nhường qua cho bà nội. À, chào cậu Thị Linh. Dạ. Chào dì Cát Tường. Dạ. Dự kiến đây đừng mà cho cô bác biết bên đàn gái và bên đàn trai cho biết bà nội. Bây giờ bà nội nói với con vậy. Một năm cưới đi. Đừng để lâu quá, đồ bà nội già quá rồi. Dạ. Con không biết bà nội có sống được dự lễ đám cưới tụi con không? Vậy là tụi con tính sao? Tụi con dạ, sao? Chào bà nội đi. Nói thì bà nội già, nói thì làm liền chứ không có để lâu. Làm liền hả nội? Dạ, chào bà nội đi. Nhưng mà nội thấy cháu dâu bệnh được không? Xứng lắm. Thôi bây giờ mình tới đây mình cũng như mình dự kiến mừng cho con cháu. Vậy rất quý rồi. Dạ. Tụi cháu tiến hành sớm nha, tiến hành sớm đi. Dạ, dạ. Rồi, tiến hành sớm luôn. Chúc mừng lớn, chúc mừng hai đứa luôn. Ủa nhưng mà Khánh này, Khánh ở đâu quên rồi? Dạ, ở Long An. Long An? Dạ. Long An. Tức là bên kia Nguyệt là ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Ví dụ bên đàn gái mà muốn bắt rễ Khánh lên Sài Gòn ở, Khánh chịu không? Dạ chịu. Chịu không? Dạ chịu. Chịu luôn. Dạ. Hả? Dạ. À, mở hàng rào ra để cho hai bạn trò chuyện với nhau ha, chứ giờ gia đình hai bên đàn trai đàn gái là nóng lắm rồi. Ý đàn trai quyết liệt rồi nha. Mở rào. Không biết đàn gái sao nha. Tấn công như Khánh. Em chào anh. Muốn tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có vài muốn tặng anh. Em có cà vạt muốn tặng anh. Anh Quyền Linh ơi, hát giùm em cà vạt nha. Hả? Hát giùm em cái cà vạt được không ạ? Hát nữa hả? Hát hả? Không, anh hát. Hả? Anh hát em đeo vào. Anh hát hả? Dạ, tại vì em không biết hát. Anh cũng biết luôn. Thôi thất bại đi, nói chung là coi như tấm lòng đi ha. Dạ. Kệ nó. Trời ơi, con bị thất cà vạt coi như vậy đi. Đó, đeo vô đi, kệ nó. Đeo vô hả? Thầy kệ nó buộc đại đi. Giống như cột cuộc đời của nhau vậy đó. Em xin lỗi. Vậy đi. Chưa thấy ai mà thắt cà ra mắt nó đẹp kiểu này vậy trời. Ấn tượng hết chứ. Không có ai thắt cà ra mắt kiểu này đâu nha. Được rồi đó Khánh, ngồi đi Khánh. Anh thấy em như thế nào? Em thấy anh xinh đẹp, dễ thương. Em thấy anh xinh đẹp, dễ thương. Còn... Vì em thấy anh xinh đẹp. Nó ngược rồi. Anh thấy em xinh đẹp. Ừ vậy mới đúng. Dạ. Anh đang rung đúng không ạ? Dạ anh đang rung. Dạ anh Chí, nói chuyện với em mà dạ anh Chí. Anh thì thích mẫu người con gái cột tóc, anh lên đây anh cũng chuẩn bị
món quà để cột tóc cho em. Hay quá. Cột, cột. Cột luôn. Thì nó cột cao lắm như cột cà ra bát thôi chứ gì đâu. Trời ơi, cột luôn cái. Trời, chưa thấy nữa. Mà nói chung là cũng có. Dạ, em cảm ơn. Coi như cột cuộc đời lẫn nhau rồi đó. Dạ. Em cảm nhận như anh như thế nào? Anh thấy anh hiền. À, nhưng mà hình như anh hơi khó mở lòng đúng không ạ? Dạ, anh thấy run. Dạ hoài, trời ơi. Anh đừng có giả. Dạ, dạ. Cuối tuần anh có đi đâu chơi không ạ? Không, anh ở nhà không à. Dành thời gian cho Movie Nam. Đúng rồi, múa Movie Nam gì kìa. Anh có thể diễn vở cho em với mọi người xem được không ạ? Dạ. Dạ, anh có giả. Anh lên đây anh cũng muốn tặng em một bài thơ. Anh do anh sáng tác. Này cô em gái dễ thương, đi đâu xa một mình đơn phương, phải chăng suy nghĩ linh tinh hay là nói đến chuyện tình đôi ta. Năm nay anh đã 24 tuổi rồi, nên anh mạn phép nói ra điều này. Em hãy nghe anh trình bày rằng em đã biết điều này hay chưa. Lòng anh hối tiếc xưa một lần yêu, nói ra cho thấy nhẹ lòng. Em đây không biết có cần anh không, nếu em không ngại gió đông, cho anh sưởi ấm trong lòng em đây. Chỉ cần anh ở nơi này, anh xin hứa mãi mãi bên em, cho em phút giây ấm êm và bao nhiêu thứ em đềm mai sau. Này em cô gái, ý em ra sao, anh đây lo được mai sau đủ đầy. Dạ anh xin hết. Em cảm ơn anh. Hai múa giỏ, múa giỏ. Rồi múa giỏ nữa mới đủ. Múa giỏ nữa. Bảo bọc gió đông rồi ha. Dạ em cảm ơn. Coi múa được không nha. Ở cuối tuần anh có thể dẫn em đi cà phê và xem phim được không? Ok. Anh đến đây cũng là một cái duyên, mình hãy cho nhau một cơ hội rồi để tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân. Em có đồng ý hay không? Em đồng ý. Em thích con trai hay con gái? Trai hay gái thì đều được hết à. Trời cho con nào mình nuôi con đó. Rồi thôi bây giờ hai bạn nhìn nhau ha. Chúng ta đang suy nghĩ cái gì, cảm nhận gì về đối phương. Mỗi người mình nói với nhau một câu thôi, chân thành nhất. Rồi chúng ta quyết định tiến hành bấm nút hay không. Em hy vọng anh sẽ bấm nút. Em muốn em bấm nút và mình để đi đến hôn nhân. Rồi được rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm. Hai người dễ thương lắm à. Nhớ đi đâu uống cà phê rủ tôi đi nha. Cố gắng sớm sớm nha, một năm thôi nha, để hai năm lâu quá. Bên kia quyết định nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay đi Khánh. Hai đứa nhỏ này nó đáng yêu vô cùng luôn vậy đó. Xin mẹ nè, xin hôn cái kìa. Thôi má kìa, dạ, dạ. Hứa lên làm rể gì đó. Dạ con hứa sẽ lên làm rể mà má, ba. Con kêu má luôn cho gọn luôn đi. Thì con hứa sẽ lên làm rể má. Xin má cho con hôn em gái. Xin má cho con hôn bà nữ một cái.